Nay thì cô đang đến với chương trình là sân khấu đầu tiên. Nghĩa con là MC. Con biết là ai đưa cô tới đây? Thì con gái đưa. Con gái cô à? Con gái cô tên gì ạ? Nguyễn Hải Thị Dung. À, và hiện nay thì con gái cô đang làm nghề gì ạ con? Thì nói chung là nó có đi làm cho một cái công ty bên tư vấn, làm bên online. Rồi dạ. Có khi nó đam mê bên ca nhạc này thì nó có làm bên âm nhạc nữa. À, có nghĩa rằng là ngày hôm nay là bạn mời cô tới đây để mà ủng hộ cho Thùy Dung hát hả con? À, nó mời cô tới đây để ủng hộ nó hát hôm nay. Dạ, nhưng mà khi mà Dung mời cô tới đây thì cô có thích con trở thành ca sĩ không? Từ nào? Chứ. Thích hả? Cô thích con trở thành ca sĩ hả? Đến để ủng hộ hả? À, cô từ đó giờ cô ủng hộ luôn hay cô có cản không? Tại vì cường cô không có thích đi ở dưới này đi làm nhạc, nhưng mà con nó đam mê thì cô sẽ chiều theo ý của con mình. Nhưng mà điều là bạn Dung, bạn có biết là cô luôn ủng hộ bạn không? Hay là cô cũng không thể hiện ra là mình ủng hộ lắm? Có lúc cô cũng không có thể hiện ra. Tại vì kiểu như thấy con nó theo quá rồi, kiểu thức đêm rồi càng sức khỏe. Rồi cô cũng nói là làm vậy rồi sức khỏe của con mẹ thấy không yên tâm. Cho nên trong lòng cô tự kiểu như mình cũng theo dõi vậy thôi, chứ không có ra mặt nói, không có thể hiện là thể ủng hộ hiện con. Để ủng hộ con mình à, đó. Ba mẹ thường như vậy đó, như là thương quá thì ủng hộ thôi, nhưng mà lòng vẫn rất là lo. Lo trong lòng. Bây giờ thì đến với chương trình này á, thì cô sẽ lắng nghe tâm sự của một người con. Và bây giờ thì xin được mời tâm sự của một người con ạ. Xin mời ạ. Dạ mẹ ơi, con Dung nè mẹ. Mẹ nghe ha. Dạ con chào mẹ. Chắc là ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với mẹ đúng không? Rồi mẹ. Dạ thì thật ra là ngày hôm nay không phải là con thi hát, mà con mời mẹ đến đây là con có mục đích. Con có một món quà con muốn dành tặng cho mẹ. Con trước giờ thì con sáng tác được nhiều bài hát lắm, 24 bài rồi mẹ. Và đây là bài hát thứ 25 con tự sáng tác. Thì sân khấu đầu tiên này sẽ là nơi mà con trình bày bài hát con tự sáng tác. Có khán giả, và duy nhất khán giả duy nhất đó là mẹ. Thì mẹ ngồi nghe con hát nha mẹ. Rồi mẹ cảm ơn con. Mẹ sẽ ủng hộ con hết mình. Trang phục của bạn sẽ như thế nào, diện mạo của bạn như thế nào, theo cô thử đoán nha. Một đơn giản cái gì vậy thôi. Dạ. Còn bây giờ thì xin mời cô cùng với Thùy Dung, chúng ta sẽ cùng đến với không gian của sân khấu đầu tiên. Con đã từng trốn không về nhà nhiều hơn, con đã từng khóc với mẹ thật nhiều đêm, con đã từng nói con rất mệt mẹ ơi, con đã từng nói con thấy trời vời, nhưng mẹ thì vẫn ở nhà từng ngày qua, nhưng mẹ thì chẳng bao giờ mỏi mệt đâu, nhưng mẹ thì vẫn vui vẻ kiên cường, bao lần lầm lỡ con chưa thể vun đắp
đã từng trốn không về nhà nhiều hơn. Con đã từng khóc với mẹ thật nhiều đêm. Con đã từng nói con rất mến mẹ ơi. Con đã từng nói con thấy trời vời. Nhưng mẹ thì vẫn ở nhà từng ngày qua. Nhưng mẹ thì chẳng bao giờ mỏi mệt đâu. Nhưng mẹ thì vẫn vui vẻ kiên cường. Bao lần lầm lỡ giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Hãy đến với sân khấu đầu tiên.